Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lắng nghe đề tài giết gián dế và châu chấu tái sanh về đâu. Có người nói rằng những con gián, con dế, con châu chấu là những loài sinh vật có cái thân mạng không có giá trị, không có tánh linh cao, cho nên chúng ta giết hại thì không có hậu quả gì lớn lao. Cũng có người cho rằng đó là những loài nó có nguy hại đến sức khỏe chúng ta, bởi vậy cho nên diệt nó đi, giết nó đi, đó là chúng ta đang làm việc công đức, làm việc tốt lành. Chúng ta hiểu như vậy là một cái hiểu võ đoán một chiều, dựa trên hình thức hành động mà chúng ta nói, chứ còn cái nhân quả của nó đọa tới đâu chúng ta chưa có khảo cứu một cách sâu sắc, chưa có biến tri nhận diện một cách chân chính. Thành ra chúng ta để lại hiểu biết lệch lạc mà chúng ta quen gọi là vô minh che lấp. Một khi bám tới vô minh che lấp tâm trí thì chúng ta biết rằng ở trong ấy chứa đựng vô lượng khổ não. Ở trong vạn pháp chỉ cần một pháp mà tâm chúng ta chưa được biến tri một cách sâu sắc, chưa được dùng trí tuệ soi chiếu một cách tường tận, thì trong đó còn tiềm phục vô số khổ đau. Kính thưa đại chúng, do vậy cho nên đề tài hôm nay chúng ta cùng phân tích qua câu chuyện được y cứ vào Kinh Tiểu Bộ phẩm Ngã Quỷ phẩm 2A, chương Ngã Quỷ phẩm 2A, bài kinh số 1. Tại sao chúng ta cần phải bám sát vào điều này? Bởi vì phàm chúng ta không thể đặt điều, không thể suy luận, không thể võ đoán mà chúng ta không biết y cứ vào kinh tạng, nhất định sẽ sai lầm. Ngay cả vua trời Đế Thích có khả năng suy biết được 7 kiếp quá khứ và 7 kiếp tương lai, phước báo ngự trên cõi trời 33. Vậy mà vua cũng lời của vua ngang với chân lý Phật dạy, nhưng cũng không thể gọi là tịnh như kinh được. Bởi vậy cho nên cần cái sự ấn chứng của kinh. Mà ấn chứng trên cơ sở nào? Đó là kim khẩu thanh tịnh của Đức Thế Tôn mới có thể ấn chứng được lời này. Nhưng đạo lý như vậy chúng ta không thể nào bỏ qua. Hãy lấy đó làm nền tảng tư duy cho chúng ta. Bởi vậy cho nên Kinh Tiểu Bộ là một bộ kinh tạng nguyên thủy. Kinh nó chỉ ra đời sau Kinh Pháp Cú mà thôi. Nó là kinh tạng nguyên thủy. Chúng ta quen gọi đó là thánh điển, là những câu chuyện mà tự bản thân của Đức Thế Tôn kể lại cho chúng đệ tử của Ngài nghe đương thời. Theo dòng văn học truyền miệng, tất nhiên có phần diễn giải và câu chuyện, và sau đó có những cái kệ tụng mang tính pháp cú, bởi vì văn học truyền miệng khi chưa có chữ viết vốn nó là như vậy. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại rừng trúc.
Ngài cớ câu chuyện này: Này các tỳ kheo, cách đây 500 năm về trước, ở tại nước Ma Kiệt Đà, làng Atthakavati và làng Yigaraji, hai ngôi làng này đại đa số quần chúng sống trong tà kiến. Tà kiến là sao thưa quý vị? Tà là sai, kiến là nhận thức, là kiến là hiểu biết. Hiểu biết sai, nhận thức sai. Nhận thức sai để soi sáng rõ nhất, đó là dựa trên nguyên lý nhân quả. Khi người ta không có tin nhân quả thì lúc bây giờ tà kiến sẽ xuất hiện ở trong tâm. Mà một khi tà kiến xuất hiện thì thiện căn bị cắt đứt. Lớp tà kiến căn bản khởi lên trong tâm đó là không tin nhân quả. Không tin nhân quả là tà kiến xuất hiện. Không tin nhân quả là ý nghĩ mà khiến cho thiện căn bị cắt đứt. Cho nên chúng ta liễu ngộ sâu sắc về nhân quả, chúng ta sẽ không dám khởi tà kiến, mà học giáo pháp là hình thức tăng trưởng chánh kiến. Bởi vậy cho nên dân chúng ở hai ngôi làng này, họ sống ở trong tà kiến, tâm của họ rất khổ não. Họ nhìn thấy có những hệ quả sinh ra, đó là do tà kiến, chẳng biết làm sao để giải thoát. Cho nên ai ai họ cũng khởi tâm mong cầu. Có rất nhiều người trong đó mong cầu chấm dứt sanh tử. Mong cầu chấm dứt sanh tử tức là tìm cái phương pháp giải thoát luân hồi. Tìm giải pháp giải thoát luân hồi, đây chính là gì? Là Bồ Đề Tâm. Cho nên việc chúng ta tu tập là để giải thoát kiếp luân hồi. Kiếp luân hồi là do tâm mê muội của chúng ta chìm đắm ở trong thế giới ngũ uẩn mà tạo ra duyên tái sanh. Vậy thì làm sao chấm dứt duyên tái sanh để chúng ta lãnh hội niết bàn tịnh lạc? Điều đó chúng ta cần phải làm sao? Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn nói rằng trong bối cảnh đó có nhiều người ở trong làng họ muốn giải thoát. Và cũng trong bối cảnh đó có một cô gái, có một người nữ sinh vào ở trong một ngôi nhà tà kiến. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống ngày hôm nay vẫn có trường hợp này. Có khi chúng ta sinh ra trong một cái ngôi nhà, hoặc chúng ta sinh ra trong một cái gì? Một cái làng, hoặc sinh ra trong một cái gia tộc, và tà kiến của họ gây áp lực lên chúng ta rất là lớn. Thầy nói ví dụ như họ cho rằng là lập gia đình, sinh con đẻ cái, con đàn cháu đóng, đó là gì? Đó là nối cái nghiệp của huyết thống của tổ tiên. Và đừng lo gì, cơm ăn áo mặc, mà hãy gì? Hãy để ý xem là trời xanh vôi xanh cỏ. Nhưng mà khổ thay, vôi rất là nhiều mà cỏ thì không có mọc kịp, lấy gì mà ăn? Nhưng người ta cứ nói như vậy đó. Bản thân của thầy là một nạn nhân tự nhiên sinh ra, gán cho mình một cái trách nhiệm lớn lên là phải lấy vợ, phải gì? Phải sinh con nối dõi tông đường, phải chăm lo gia tộc. Bắt đầu khi thầy phát tâm xuất gia thì họ ra sức ngăn cản, cả dòng cả họ họp lại ngăn cản, cấm đoán đủ điều hết, và có khi phải tuyệt thực để phản đối. Tự nhiên mình khởi nghĩ là không ăn, từ chối tất cả sự sống để phản đối. Các vị biết đó, mất 13, 14 tuổi đâu có dễ dàng gì chống lại một cái sức mạnh của một gia tộc như vậy, không dễ dàng gì. Lúc đó thầy chỉ nói đơn giản thôi. Thầy nói con đâu có hứa là con ra đời là con phải lập gia đình, con đâu có hứa là con nối dõi tông đường, tại sao như bác con làm đủ thứ hết. Ai muốn nói thì cứ nói đi. Nhưng mà họ không có chịu. Sau này tới khi lớn lên rồi, quyết chí đi xuất gia, đấu tranh suốt mấy năm trời như vậy, chứ không dễ dàng gì đâu thưa quý vị. Thầy cảm nhận được là cái tà kiến của một gia tộc, của một chúng sanh, nó làm hại mình. Nhưng mà đứng trên phương diện của thế gian pháp thì họ xem đó là nghĩa cử cao đẹp, đó là một cái lý tưởng. Nhưng mà đứng trên phương diện của lý tưởng thoát khỏi luân hồi sanh tử thì những điều đó là những điều gây ra khổ đau. Có đúng vậy không ạ? Cho nên là tà kiến là đứng trên chân lý thành Phật,
Chứ đừng có đem những cái lý lẽ gọi là thuần phong mỹ tục của thế gian mà luận lý là chúng ta sẽ điên đảo thêm. Vậy thì thưa quý vị ở đây nhé, cô nữ nhân này sinh ra ở trong một cái gia đình tà kiến, và cô ở trong cái gia đình đó bắt đầu á là cô bị tiêm nhiễm bởi hoàn cảnh xung quanh. Và người ta cũng nói vậy á, là vật dưỡng nhân, người ta cũng nói những loài nào mà nó hại mình thì mình phải diệt nó đi. Ở trong cái nhà của cô có rất nhiều con cồn gián, cô tha hồ mà giết, và con dế nó ở đâu kéo tới cô giết hết, những con châu chấu cô giết hết. Và cô rất là căm ghét cái loài này, tại vì ngày nào cô cũng phải dọn dẹp, ngày nào cũng phải quét đi, ngày nào cũng phải giết đổ, và cô căm ghét nó vô cùng. Khi cô thấy nó đâu là cô giết đó, và cô giết y như là một tập quán, giết lâu thành tập quán. Và cô nghĩ rằng á, mà người ta giết miễn cưỡng, cực chẳng đành người ta làm thì còn khác, nếu có từ bi hơn, người ta quét đổ chỗ khác cho nó sống thì cũng còn được. Hoặc là người ta tìm những cái chất, sau khi quét dọn sạch rồi, người ta khử trùng, khử khuẩn, người ta làm cái chất nào đó mà cho nó nghi, nó sợ, nó không có tới nữa. Thì cái tâm đó nó khác. Nhưng ở đây là cô cứ giết, tới bao nhiêu cô giết bao nhiêu, và giết như là một loại đam mê giết. Ta giết nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, và khi thấy nó là ghét luôn. Thấy nó là ghét, là muốn giết liền. Tại vì sao? Bởi vì nó làm hại. Và cũng có thể cô này là cô con dâu ở trong một cái gia tộc Bà La Môn, và cũng có thể là cô phải thực hiện cái trách nhiệm côi ngó nhà cửa bếp núc, và cô không có chánh kiến dẫn đường, cô không có người khai thị đạo lý, cho nên cô cứ giết như vậy. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh điều đó là vì sao? Bởi vì cái tâm sát của cô nó tăng trưởng. Cái tâm sát nó huân tập, tâm sát nó kết duyên. Chứ còn lâu lâu mình giết một lần, cái tâm mình nó chưa có kết duyên, chưa kết nhiều, đúng không hả? Hoặc là miễn cưỡng mà giết thì tâm của người đó lại khác. Nhưng tâm của cô này, đặc biệt của cô này, riêng cô này mà thôi, chúng ta phải nhận định đúng nghe, chứ đừng có đem đảo điên ngược lại, nói rằng á là thầy nói á là cái cô này chết thì đọa, và Phật nói cô này chết á là bị đọa làm ngạ quỷ 500 năm. Thì thưa quý vị á, ở trong cái bối cảnh như vậy, chúng ta phải hiểu đúng, chứ đừng có hiểu sai rằng á, à mình lỡ giết một con cào, con châu chấu, một con gián, chắc mình đọa làm ngạ quỷ đây. Và nghe bài pháp này về rồi, tối nay mình ngủ bất yên, mình ngủ không nổi. Chúng ta hiểu như vậy là sai, hiểu chưa hả? Phải hiểu đúng những gì thầy nói và kinh điển diễn đạt. Thì ở đây á, thưa quý vị, sau khi mà cái cô này đọa làm ngã quỷ, chịu một cái kiếp sống khổ đau trong 500 năm, và lúc nào cũng chịu đối khác, lúc nào cũng chịu bao nhiêu cái thứ là mưa nắng giải dầu dày vò thân thế. Thì sau 500 năm tồn tại với kiếp ngã quỷ, mạng số nghiệp duyên đã trả xong, ngạ quỷ kia lại mất mạng. Và khi ngạ quỷ mất mạng, đến khi Đức Thế Tôn ra đời, trở lại với thực tại, Thế Tôn đang ra đời ở tại Trung Xứ Ấn Độ, thì lúc đó con ngạ quỷ này lại tái sanh vào chính cái gia đình ở trong làng Atthakavita. Chúng ta thấy nhân quả luân hồi, trái đất nó tròn dễ sợ không? Nó gần dễ sợ không? 500 năm rồi mà cái duyên ở trong gia tộc đó chưa có, cứ đời này sang đời khác họ kết duyên vẫn còn, thế là đầu thai trở lại ở trong gia tộc đó, và tà kiến và gì và điên đảo và những cái nghiệp thức khác nó vẫn còn ngự trị ở trong tâm của người đó. Kính thưa quý vị, bắt đầu á là khi cô này đòi cũng tái sanh trở lại ở trong một cái gia đình tà kiến, và lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất với các vị tỳ kheo mỗi buổi sáng ôm bát đi khất thực. Cô gái này cùng với chúng bạn đang nô đùa vui chơi bên đường gần cổng làng, thấy tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang, chúng đại tỳ kheo oai đức rực rỡ đi ngang, các cô gái khác họ đến gần thi lễ cung kính, nhưng riêng cô gái này đứng dựa vô ở trong góc cột,
tỏ cái vẻ khinh khi, tỏ cái vẻ là khi dễ những cái người giống như là những người ăn bám xã hội, cô khởi cái tâm tà kiến điên đảo khi dễ những người có đức như vậy. Thì kính thưa quý vị, lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất nhìn thấy thế, ngài thường khởi lòng bi mẫn, ngài dùng trí tuệ A La Hán của mình quán chiếu xem cô gái này là ai, túc duyên như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Thì cô ngài mới biết rằng cô gái này là một ngạ quỷ, trước đó là do giết gián với châu chấu mà tái sanh làm ngạ quỷ, đã bỏ thân mạng ngạ quỷ vừa trở lại ở trong gia đình đó luôn, trong gia tộc đó luôn. Và hôm nay cái nghiệp ngạ quỷ này, cái nghiệp mà tà kiến này chưa có hết, cho nên có những cái hành động điên đảo, có những cái tư duy lệch với giáo pháp tự nhiên. Và ngài còn biết rằng là sau khi cô gái này khởi cái tâm khi dễ như vậy, khinh khi như vậy, cho nên lại làm cho phước báo của mình bị suy giảm, và chẳng bao lâu cô sẽ bị chết. Cho nên lúc đó tôn giả thấy thương xót quá, thành ra mới đem lời quở trách cho chúng bạn của cô, cho chúng bạn của cô hiểu được mà may ra tìm cách cứu vớt cho cô. Thì chúng bạn của cô nghe như thế và tin tuyệt đối vào lời khai thị của tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên họ đã đến kéo cái người, họ đến kéo cái người người bạn đó đến ở tại chỗ tôn giả Xá Lợi Phất thi lễ ngài trong một cái trạng thái miễn cưỡng. Và thưa quý vị, sau đó một thời gian ngắn, cô gái này lấy một người chồng và sinh một đứa con, nhưng kém may mắn và thiếu phước thay, trong cơn chiến dạ đau đớn quằn quại, và lòng của cô phẫn uất vì lòng đau đớn đó, bực tức, không có nhẫn, không có chánh kiến rằng sinh con tất phải đau đớn, cho nên cô khởi tâm phẫn uất lên, tức tối và cơn đau quằn quại cô không chịu nổi, cô đã ngừng thở và chết đi. Trong lúc chết như vậy, vừa xong tâm thức của cô tái sinh trở lại một kiếp ngạ quỷ. Và ngạ quỷ này phải chịu đựng một cái kiếp sống cực khổ tiếp tới 500 năm. Thì kính thưa quý vị, trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta thấy như thế nào? Thật là may mắn ở chỗ là vừa thi lễ miễn cưỡng tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên cái tâm niệm đó còn đọng ở trong lòng của cô, ở trong nghiệp thức của cô. Và lúc bây giờ ngã quỷ thường thường nó di chuyển có một chút thần thông, thành ra ngã quỷ biết tôn giả Xá Lợi Phất đang ở chỗ đó, ở trong một cái ngôi làng. Và lúc bây giờ ngã quỷ đến tại chỗ tôn giả Xá Lợi Phất. Khi tôn giả Xá Lợi Phất thấy ngạ quỷ, tôn giả Xá Lợi Phất nói một bài kệ như sau: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân, người yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói một bài kệ để miêu tả cái hình dung xấu xí cực khổ của cô gái ngạ quỷ này. Qua đó để chúng ta thấy kinh điển lưu truyền, chúng ta học được, chúng ta chứng nghiệm và sinh cái niềm tin thanh tịnh ở trong giáo nghĩa này. Khởi cái tâm như vậy, ác nghiệp như vậy, tà kiến như vậy, đọa đày như vậy, nhân quả nhìn xa một chút thấy không sai mấy mây một vi trần. Ngã quý lúc bây giờ mới đáp lại lời của tôn giả Xá Lợi Phất rằng: bạch tôn giả, con là ngã quỷ nương, tức là nữ ngã quỷ, thần dân khốn khổ của Diêm Vương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đối ẩn thân. Con phạm cái hành vi ác như vậy mà con lấy cái kiếp của ma mà đối, sống ở trong đó tới 500 năm. Kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu như thế nào là ma, ngạ quỷ. Họ là một cảnh giới, là một loài hữu tình, mơ muội tồn tại. Chúng ta là cảnh con người, còn họ có nghiệp sống của họ,
Muôn loài đều chiêu cảm bởi nghiệp thức của mình. Dòng tương tục tái sanh này đến khi nào niết bàn tĩnh lặng nó mới chấm dứt. Còn nếu như chưa đi vào niết bàn thì niệm niệm tương tục tái sanh, sáu nẻo luân hồi sẽ hiện ra tùy nghiệp thức mà chúng ta đi lên đi xuống, và chia làm ba cõi dục sắc vô sắc, biểu hiện ra cái cảnh sống khổ hoặc là lạc. Và thưa quý vị, lúc bây giờ tôn giáo Xá Lợi Phất muốn hỏi rõ rằng là ngày xưa ngươi phạm cái ác gì do thân khẩu ý đã làm ra, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti, tại sao ở trong kiếp này lại đọa vào thấy cái cảnh giới âm ti, và ngươi làm cái gì mà bị đọa trong đó, hãy nói rõ cho ta xem. Lúc đó ngạ quỷ mới nói là bạch tôn giả, con không có họ hàng cha mẹ quyến thuộc để khuyên lơn, không có họ hàng, cho nên họ hàng của chúng ta cũng đỡ lắm nghe. Có nhiều khi mình lệch lạc á, cha mẹ mình nói không nghe thì còn có cô dì chú bác gia tộc những vị lớn, họ có kinh nghiệm sống, họ có lời khuyên, và có thể chúng ta nghe hoặc là không nghe, nhưng dẫu sao đi nữa cũng có lời khuyên. Còn nếu như không ai khuyên mình cả thì chúng ta cứ đi theo cái suy nghĩ riêng cá nhân mình mà hành động thôi. Cho nên ngạ quỷ này nói rằng con không có họ hàng thân thích, không có ai khuyên lơn hết, và con mong chờ có được một cái câu khuyên rằng á, là hãy có tâm cung kính các vị sa môn và biết phát tâm cung kính cúng dường. Nhưng không có ai nói vô tai con một câu đó, không có ai dạy con được một lời đó. Tại sao như vậy thưa quý vị? Xin lỗi các vị. Chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta nhận ra, ở trong cuộc đời nếu chúng ta không gặp Phật Pháp, chúng ta không có quy ngưỡng Tam Bảo, sẽ không ai nhắc nhở chúng ta điều như vậy, rằng hãy phát tâm cung kính những vị sa môn có đức, hãy làm một chút gì đó để cung kính cúng dường vào ruộng phước các ngài. Không ai dạy chúng ta điều đó, tai chúng ta chưa từng nghe thì làm sao chúng ta biết làm. Lúc bây giờ ngạ quỷ mới nói rằng con đã sống ở trong một cái cảnh 500 năm như vậy, con đến ở quốc độ này và con lang thang với cái tấm thân này, với tấm thân trần truồng đối khác luôn hành hạ, đây quả là do nhiều ác nghiệp gây ra. Từ đây chúng ta luận một chút, chúng ta hiểu rằng thân thể chúng ta xinh đẹp khỏe mạnh hoặc đau ốm bệnh tật, tất cả đều là kế thừa những hạnh nghiệp mà chúng ta đã gieo trong quá khứ. Và hôm nay ngạ quỷ nói rằng con đến đây để kính bái hiền nhân với tín tâm bạch ngài đại lực xót thương con, cúng dường lấy đức cho con hưởng giải thoát con từ cảnh khổ thân. Ngạ quỷ lấy gì mà cúng dường? Ngạ quỷ lấy gì mà cúng dường? Không có một tài sản nào cúng dường, nhưng với tâm thành kính, với cái niềm tin, và ngạ quỷ kia tùy vào cảnh duyên của mình nhìn một chút xíu thực phẩm mà của người đời ban cho. Tại vì ngã quỷ cả ngàn năm đối khác, có khi tai chưa nghe tới tiếng cơm cháo, chứ đừng nói chi là no bụng. Cánh của ngã quỷ là như vậy, và suốt ngày cứ trông mong những người này người kia cho và mình có thể có được. Nhưng chúng ta nghĩ xem, khi chúng ta đói bụng sắp mất mạng, chúng ta có thể nhường một cái phần cơm mà mình đi xin được cho một người khác hay không? Làm được tâm như vậy, đó là dũng tâm của Bồ Tát, chứ không có dễ dàng. Chúng ta có đầy đủ tiện nghi đây mà cho người ta một chút đã khó khăn, đừng nói chi là từ sáng tới tối chúng ta xin ăn được một cái nấm xôi thôi, mà chúng ta có thể nhường một phần hoặc là nhường hết cho một người cùng khổ hơn mình,
hoặc là chúng ta đem dâng cúng cho một cái vị mà đầy đủ phước báo, liệu chúng ta có làm nổi điều đó? Liệu tư tưởng chúng ta có khởi lên được ý nghĩ đó hay không? Chúng ta khởi không nổi. Hãy phân tích tới đó mới thấy ngạ quỷ phát tâm như thế nào. Và ngạ quỷ kiếm được một chút xíu thực phẩm, một chút xíu cái gì? Cái vải vóc mà người bố thí cho được đem dâng cúng cho tôn giả Xá Lợi Phật. Cho nên ngạ quỷ mới nói rằng á, là kính bái hiền nhân với tín tâm. Con tin vào phước báo, tin vào nhân quả, tin vào luân hồi. Và ngài chính là bậc đại lực sĩ, xót thương con, con xin cúng dường ngài một chút xíu, là một cái mảnh vải vụn, một chút xíu thực phẩm khô cằn, và gì? Là một ly nước. Ngạ quỷ phát tâm như vậy, xin ngài hãy thọ nhận và hồi hướng công đức cho con. Thưa là quý vị, ở trong kinh Tạng lưu truyền tới ngàn đó, trong thời đại của Thế Tôn còn tại thế, và các vị kiết tập thì sau đó có thêm vào, tức là câu chuyện đó nó còn diễn tiến nữa, nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta thấy ngàn đó, biết ngàn đó, ngài nối ngàn đó. Và câu chuyện diễn tiến về ngạ quỷ này như thế nào, bắt đầu chúng ta thấy các ngài biên tập tiếp theo những lời dạy. Lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất chấp nhận cái lời thưa thỉnh của ngạ quỷ, và lúc đó vì lòng bi mẫn mà tôn giả thọ nhận sự cúng dường của ngạ quỷ. Và lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất thọ nhận cái tâm này, còn ngài đi khất thực, ngài làm giùm cho ngạ quỷ nữa. Ngài đi khất thực một ít thực phẩm, một ít vải vóc, một ít nước cúng, dâng cúng cho các vị sa môn làm giúp cho ngạ quỷ. Và ngài làm như thế nào? Ngài cúng dường tên một phần cơm nhỏ, phần cơm mà ngài đi khất thực được đó, một bánh y và một chén nước đầy, y như là tâm nguyện của ngạ quỷ đã dâng cúng cho ngài. Và lúc bây giờ Xá Lợi Phất nhân phát nguyện rằng: dành tất cả những công đức mà tôi làm được này cho ngạ quỷ kia. Điểm này chúng ta hiểu như thế nào? Lập tức, thưa quý vị, lập tức ngạ quỷ giải thoát, ngạ quỷ nhận được phước báo. Đặt một câu hỏi: tại sao mỗi năm chúng ta làm lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta cũng dâng cúng mà không thấy ông bà tổ tiên của mình là sinh lên cõi trời rồi trở lại mất cho mình biết? Tại sao ? Chúng ta hiểu như thế này: một người chứng được quả Bất Lai, tức là chưa đạt A-la-hán, họ không còn tái sanh trong cuộc đời này gọi là Bất Lai, và hữu tình này nhất định sẽ sinh lên cõi gì? Ngũ Tịnh Cư, sẽ không còn trở lại cõi đời, đúng chưa? Bởi vậy cho nên người này mà làm tất cả mọi việc phước ở đời thì lập tức cái kết quả phước báo nó sẽ hiện ra ngay trước mắt, hiện ra ngay hiện tiền mà không đợi một kiếp khác. Còn chúng ta làm sao? Chúng ta còn tái sanh ra nhiều nữa, tâm chúng ta còn nhiều ô nhiễm, bởi vậy cho nên cái quả phước kia nó chưa sinh ra được, chứ đừng cho rằng nó không có hoặc là nó mất đi, nó chưa thể sinh ra được. Và hơn nữa, chúng ta lại không biết cúng, chúng ta lại cúng vào một cái chỗ mà như là một cái mảnh đất hoang hoặc là một mảnh đất bùn dơ, bởi vì tâm của người thọ dụng đó còn nhiều ô nhiễm, còn nhiều uế trược, bởi vậy cho nên phước chúng ta gieo vào nó chưa có thể nảy mầm lên được, hiểu chưa hả? Còn ngạ quỷ dâng cúng cho tôn giả Xá Lợi Phất, ngạ quỷ thì dâng cúng cái vật vô hình thôi, tôn giả Xá Lợi Phất nhận được cái tâm đó và hứa khả như vậy bằng cách ngài chính thân đi khất thực kiếm được một chút thực phẩm dâng cúng cho một vài vị tỳ kheo, và cái hành động trong sáng giải thoát của một vị A-la-hán, cho nên công đức lập tức nó hồi hướng sang ngạ quỷ. Và nguyên tắc của nó phải có một điều là gì? Là nguyện đem tất cả công đức tôi làm được nhỏ nhoi, đó là một ít cơm,
một mảnh vải đỡ mây y và gì? Và một ly nước đầy hồi hướng cho ngạ quỷ tên đó. Cái tâm hồi hướng này phải có, không có ngạ quỷ kia sẽ không có nhận được. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta phải dâng sớ? Dâng sớ là vậy đó, tức là những công đức này đặt cái tên là tức là hồi hướng tới người đó. Nghĩa dâng sớ nó như vậy, nếu như không đọc họ không có nhận được. Tại vì tâm của người gia chủ cúng không có hướng tới, và vị thầy cúng là vị thầy đại diện cho tâm của gì? Tâm của gia chủ, tâm của tín chủ. Và do vậy cho nên vị thầy phải làm cái chức năng này. Nhưng mà cũng tùy theo vị thầy. Có vị thầy á, cái tâm sao không có định, không có tỉnh, thiếu công phu, thiếu trong sáng, còn nhiều tham sân si ô nhiễm, thì hồi hướng á, nó không có tới. Hiểu chưa hả? À, do vậy cho nên á, là chúng ta cũng phải khôn khéo chuyện này nghe. Kiếm tồn dạy xá lợi Phật cung dường. Có phải không à? À, như vậy thì chúng ta phải biết chứ, tại vì mình phải nhờ chỗ nào cho đúng và mình phải hồi hướng như thế nào trong sự trong sáng thì nó có kết quả, còn nếu không là chúng ta làm kết quả nó ít. À, như vậy thì thưa quý vị, trên cái câu chuyện của nhân duyên này chúng ta thấy ngay lập tức hòa phước ghi ra, hòa phước được ghi lại theo kinh này như sau: lập tức ngay sau lễ dâng cúng, phần phước hồi hướng đến ngạ quỷ này, đây là kết quả công đức do thức uống, thức ăn và quần áo. Chỉ có ba món thôi: thức uống, thức ăn và quần áo. Thì chuyện gì xảy ra? Lúc bây giờ cô ngạ quỷ này được cái thân tướng của chư thiên sáng ngời, y phục thật là thanh tân, đẹp như là tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo đến gần Xá Lợi Phất tôn nhân. Hôm trước có một cô Phật tử ở chùa mình, cô nào hả? Nhờ thầy làm lễ trai tăng cúng dường 49 ngày cho mẹ cô. Và cô có một tiếng tâm, cô không có hiểu nhiều Phật Pháp. Và cô nói rằng là mới đứa em con nằm chim bao, thấy mẹ con ăn mặc thật là xinh đẹp, thật là vui vẻ. Và cô tin tưởng vào cái lễ trai tăng cúng dường đó. Đơn giản là một lễ trai tăng cúng dường được tổ chức thanh tịnh. Và cô tin bằng tín tâm. Nhưng khi chúng ta đọc kinh này, chúng ta sẽ tin bằng trí tuệ. Hai điều này khác nhau. Chúng ta giải thích được tại sao nó như vậy, tại sao lễ trai tăng nó chiêu cảm như vậy. Đó không phải là một giấc mơ bình thường, mà hình như cô cũng hoan hỷ sau đó, nhờ thầy là 100 ngày làm tiếp. Nên là làm báo hại thầy, phải chuẩn bị mời quý thầy. Phải lo nữa. Các vị nghĩ tổ chức một lễ trai tăng cho trang nghiêm thanh tịnh, Nó khỏe lắm sao? Vừa cầu thỉnh, vừa thưa trình, vừa tổ chức thật là khéo léo và lễ nghi cung kích trang nghiêm dẫn dắt, để cho suốt cái tiến trình đó nó đến cái chỗ là tịnh, chứ không phải làm theo tập quán, không phải làm theo đơn thuần qua loa cho xong cho có thì có kết quả. Không phải như vậy. Với dụng tâm như vậy thì làm sao mà chiêu cảm được. Như vậy thì người nhận lời không trọn vẹn lời uy thác, tức là cũng tự hại cho mình nữa. Thì trường hợp này, đọc bài kinh này chúng ta thấy rõ ý nghĩa này. Và lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất thấy có một cái vị thiên nhân đến như vậy, chào ngài như vậy, chỉ có hồi hướng như vậy thôi. Một ngày sau vị thiên nhân tới chào ngài, và lúc đó ngài mới hỏi rõ rằng là: hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương ánh rỡ ràng, thay thiên nữ sắc nàng trong chối lội, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc này do nghiệp quả từ đâu, phước phần nàng hưởng bởi vì sao, bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương. Một ngày trước là ngạ quỷ đối khác có thọ mạng 500 kiếp, nhưng mà chỉ nhận được một sự hồi hướng nhỏ như vậy thôi.
Thì lúc bây giờ ngạ quỷ thoát cái thân của ngạ quỷ đối khác và hóa thành một thân thiên chúng rực rỡ ở trên cõi trời. Thiên chúng biết rõ kiếp trước của mình như thế nào. Trời đế thích có khả năng biết bảy kiếp, nhưng một thiên chúng bình thường đều biết là một kiếp. Và thiên chúng cũng biết rõ là kiếp sau mình sẽ như thế nào. Biết trước một kiếp và sau một kiếp, đó là do năng lực thiền định của thiên chúng. Cho nên thiên chúng này biết rằng mình mang ơn tôn giả Xá Lợi Phất, thành ra vị thiên thần này mới đến đánh lễ tri ân ngài. Và lúc đó ngạ quỷ mới khẳng định rằng là bạch ngài, ngày trước con thân trơ xương gầy guộc, đối cơm lại trần truồng, da dễ nhăn nheo, con nhờ giác giả, con nhờ lòng từ bi của ngài thương xót, và do vậy mà ngài đã làm giùm cho con một cái lễ là trai tăng cúng dường, cúng cho bốn vị tỳ kheo với mỗi người một mảnh vải nhỏ đắp lên trên vai, mỗi người một ít thức ăn rất là đơn sơ và mỗi người một ly nước. Một cái lễ trai tăng như vậy của tôn giả đã làm và hồi hướng công đức cho con, và con nhờ phước báo đó, con nhờ công đức đó mà ngày hôm nay con được cái kết quả bất khả tư nghị. Kết quả đó là con đã sinh lên thiên cảnh, và tôn giả hãy nhìn xem ở nơi thiên cảnh con cái gì cũng có. Con có được cái tuổi thọ 1000 năm. Con có được cái gì? Con có được cái thân là tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Con có được gì nữa? Con có được tất cả mọi loại y phục đầy đủ của cõi trời. Và trên thế gian này không có loại vải vóc tơ lụa nào đẹp bằng thiên y của con. Và thiên y của con nó luôn hiện tiền. Khi con cần thì thiên y đó lại hiện ra giữa hư không, và con chỉ khoác lên người thì tất cả đều như ý nguyện. Và cô thiên nữ này nói rằng là con sống ở trong một cảnh sung mãn và cao quý tuyệt vời. Kính bạch tôn giả hãy nhìn xem kết quả tạo nên phần từ chén nước trong đã dâng cúng. Ở đó, nhờ công đức đó mà con lại sở hữu bốn cái hồ sen trong mát ở trên cõi trời, và ở trong hồ sen đó được trang trí một cách khéo léo tuyệt ngần bằng bảy báu. Chỉ có một công đức hồi hướng từ ly nước mà con được một cái hồ sen với trang trí bằng bảy báu như vậy. Con lại được gì? Con lại được là sống ở trong một cái gì? Một cái thiên cung đầy đủ ngập ngà châu báu trang nghiêm. Đó là tất cả những gì mà con có được từ sự hồi hướng của tôn giả. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện Đức Thế Tôn kể lại trường hợp tôn giả Xá Lợi Phất cứu độ cho một vị nữ nhân tà kiến đã giết hại châu chấu giết hại không thương tiếc và tà kiến, và thấy người cao đức Sa Môn khởi cái tâm là miệt thị coi khinh. Với những loại tâm như vậy, ở trên cõi người này đâu có chỗ dung chứa cho họ. Nhất thời tồn tại, phước người mãn đi, thì cảnh ngạ quỷ tương ứng với tâm đó sẽ hình thành mà thôi. Tâm chiêu cảm, niệm niệm liên tục không gián đoạn. Chỉ trừ khi nào chúng ta biến mãn, biến tri, chúng ta vượt thoát sự chiêu cảm của thế giới ngũ uẩn, thì lúc đó chúng ta mới đến cảnh Niết Bàn và viễn ly cảnh khổ này. Còn không thì chúng ta vẫn phải chịu khổ nữa. Nhưng may thay, ở trong cái hành động cúng dường, chúng ta chỉ nhớ có 3 yếu tố. Một là một ít thực phẩm. Hai là gì? Hai là một chút vải. Ba là gì? Là một ly nước. Chỉ có 3 món đó thôi. Mà vải sẽ hóa thành thiên y cho ngạ quỷ. Thực phẩm thì lúc bây giờ ngạ quỷ có thể thọ hưởng tất cả những loại là cam lồ diệu dược của chư thiên. Rồi á, một chút cái y thôi mà giúp cho chứ là nước thì giúp cho gì? Giúp cho sống ở trong một cái lâu đài điện cát, và đầy đủ 4 cái hồ sen được cấu thành xanh vàng đỏ trắng với 7 báu trang nghiêm.
Thành ra tại sao một người hiếu đạo mang Ikasa ở trên thân phải hiểu cái trọng trách của mình. Hiểu ra điều này là phải hiểu trọng trách của mình. Y trên vai này không phải là một miếng vải thường tình, mà nó là Ikasa, Đức Phật chớ định. Phải thọ lãnh từ Đại Giới Đàn, Tam Sư Thất Chứng. Nó có giá trị truyền trao trong tâm thức. Nó được hình thành từ sự ấn chứng của chư Phật mười phương. Thọ dụng, trên vai chúng ta thọ dụng một thực phẩm của hữu tình sẽ đem đến lợi lạc vô tận, với điều kiện bản thân của mình phải thanh tịnh. Còn nếu không, mình sẽ làm hủy hoại Phật Pháp, mình sẽ có tội rất nhiều đối với Tam Bảo, bởi vì mình không có xứng đáng được kế thừa. Giống như là một người con của vua, vua cha trao cho lễ quán đỉnh, gắn lên đầu, lên búi tóc viên minh châu, nhưng chúng ta lại phóng túng không biết cách trị quốc, làm cho quốc gia điêu linh. Như vậy tội báo do ai phải chịu đây? Thành ra chúng ta mang Ikasa trên vai, chúng ta hiểu điều này và làm cho Ikasa này trở nên đẹp nhất bằng giới thân huệ mạng của mình, thì đó chính là phước điền ở trong ba cõi. Người xuất gia đôi khi không cần làm gì nhiều đâu. Mỗi ngày hãy thanh tu bản thân của mình, hãy giữ sốc căn của mình ở trong chánh pháp, hãy thọ dụng như pháp, thì lúc đó tất cả mọi sự thọ dụng của chúng ta chỉ cần khởi tâm dụng tâm hồi hướng, thì hết thảy hữu tình có duyên của chúng ta đều thành tựu phước báo trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Nhận ra như vậy, chúng ta mới thấy trọng trách của người xuất gia. Và người Phật tử tại gia lao nhọc ở trong kế sinh nhai, chúng ta có gieo trồng một chút công đức thì cũng hoàn toàn là xứng đáng, là điều rất là nên làm. Bởi vì sao? Bởi vì tìm kế sinh nhai không có dễ dàng chút nào. Phải nói tảo tần sớm tối, nhín trước nhịn sau, vậy mà còn thiếu trước hụt sau, chứ đừng nói chi là lãng phí. Nhưng chúng ta có thể khéo vung vén, chúng ta có thể khéo dành dùm, chúng ta đem tất cả công đức đó, tâm tư đó để chúng ta dâng cúng lên Tam Bảo, thì cứ nghĩ xem cái công đức đó làm sao chúng ta không hướng cho được những cái cảnh giới siêu việt. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết lựa cái ruộng phước. Cho nên một lần nữa thưa quý vị, Đức Thế Tôn dạy chúng ta quy Tam Bảo, ở trong đó chú trọng là Tăng Bảo. Tăng Bảo khác với Tăng Hòa Kính. Nhận ra điều này không? Tăng Bảo khác với Tăng Hòa Kính. Tăng Hòa Kính là những người sống trong giáo pháp lục hòa, và họ sống tập thuận theo giáo pháp. Họ chưa có gì? Kiến đế. Họ chưa có thấy được khổ tập diệt đạo. Họ chưa có quyết được cái quả tái sanh trong tương lai đó là cái gì. Như vậy mặc dầu mang Ikasa là người xuất gia, nhưng chưa phải là đệ tử của Đức Thế Tôn. Các vị hãy lập pháp ứng túc luận do Tôn giả Mục Kiệt Liên kiến tập. Chưa có kiến đế, chưa có liễu ngộ khổ tập diệt đạo, chưa có biến mãn một cách sâu sắc rõ ràng, người đó chưa xứng danh là đệ tử của Đức Thế Tôn. Mặc dù họ là một người xuất gia, các vị cũng vậy, là người đệ tử của Phật, có xứng danh hay chưa, hoặc là chưa hiểu gì, chưa biết gì về Phật Pháp. Chưa biết Phật Pháp, mình gọi là người có quy y, nhưng công đức của mình là y quy. Phàm phu cũng y chang phàm phu, không khác gì hết. Có phải vậy không? Vậy cho nên mình hiểu điều này, mình biết phải làm sao. Mà muốn làm cái gì là phải học hỏi cái đó. Cái gì chưa biết là phải học hỏi, phải cần mẫn học hỏi, học tới vô tận. Bởi vì đệ tử của Phật là đấng nhất thiết trí, làm sao mình không học theo cái hạnh đó được. Bởi vậy cho nên chúng ta học, chúng ta nghe và chúng ta liễu ngộ cái chân lý này, thì giờ đây chúng ta còn cái tà kiến rằng là giết châu chấu cào cào mà vô tội nữa hay không? Ít nhất điều đó chúng ta trừ bỏ, và chúng ta thấy rằng nó lỡ nó tấn nó vô tri, nó không biết cái nghiệp của nó là tìm kiếm thức ăn,
chỗ nào có thức ăn thì nó đến. Thì vậy thì chúng ta quét đổ nó ra bên ngoài, nó sẽ tự đi kiếm chỗ khác. Chúng ta dùng một số phương tiện nào đó, chẳng hạn như là dầu hỏa đi ha. Ngày xưa Việt Nam kinh nghiệm lấy dầu hỏa mà mình rưới lên cái chỗ đó nó bay mùi là tự động nó dọn đi. Mình không còn khởi tâm giết hại nó. Chúng ta tìm cách là đừng để cho mình rơi vào cái nghiệp giết hại. Và kính trọng những người có đức. Thấy cái gì cao đẹp chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta thuận theo, chúng ta nói lời tán thán cung kính. Bạn đồng tu của mình họ đang nỗ lực tu tập tinh tấn, chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng tán thán, chúng ta cũng tạo duyên cho họ. Và đối với người Phật tử tại gia, khoác cái áo tràng lên ở trên vai của mình, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang mặc cái đạo vào trong người. Cho nên chữ gì? Chữ tràng tức là đạo. Đạo đây không phải là cái đạo trên quyển kinh, mà nó được biểu hiện bằng gì? Bằng bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nói về mặt chữ nghĩa, chúng ta nói rằng Bồ Đề Đạo Tràng. Nói như vậy là nói dư và nói sai. Chỉ cần nói rằng Bồ Đề Tràng là đủ. Bởi vì tràng nó có đạo, tràng nó có con người trong đó, tràng nó có chân lý thực tập ở trong đó. Mà chân lý dẫn tới cuối cùng là gì? Là giác ngộ tối thượng, gọi là Bồ Đề Tràng. Giờ thì ở đây chúng ta mặc cái áo tràng trên vai, nó không phải là chuyện đơn thuần nữa. Một vị sa môn khoác y cà sa trên vai không có đơn thuần nữa. Mỗi người chúng ta hãy thực hiện cho được cái sứ mạng viễn ly ba cõi của mình. Mà thầy nói rằng chúng ta làm như vậy là đạt đến rồi, làm như vậy là tất cả đều hoan hết rồi, ai ai cũng cung kính chúng ta. Pháp Nhật Âm có câu: cõi 3000 đại thiên rung động, kính lạy người lên đường viễn ly. Chỉ có vậy thôi, 3000 đại thiên thế giới kính trọng tất cả mọi người lên đường viễn ly. Viễn ly cái gì? Viễn ly 10 kiết sử, viễn ly ba cõi. Viễn ly như vậy đến mức không còn viễn ly, gọi là diệt tận. Đây được gọi là những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau. Và chúng ta đều là những vị A-la-hán. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đêm công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.